Alo. Uống trà đạo hả? Ok. Ok, tôi qua đây. Xin chào các bạn, với buổi livestream hôm nay thì chính hiệu một con camera vừa mới ra mắt. Nó có được một phần giải gần 52m, có thể xem tính tận mặt trăng. Alo. Uống trà đạo hả? Rồi, ok. Để tôi sắp xếp chạy qua liền nha. Mình có một câu chuyện thú vị muốn kể cho mọi người về tượng Thích Ca và lá bồ đề may mắn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nghe thú vị đấy. Tao ông kể thử tôi nghe chuyện gì nè. Câu chuyện này liên quan đến tượng Thích Ca và chiếc lá bồ đề. Thế giới xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những tình huống thách thức và khó khăn. Đúng không bạn? Đúng rồi. Vậy thì làm sao chúng ta đó mà được chúng đây? Đúng vậy. Tôi đã nghe về việc đặt một chiếc lá bồ đề may mắn dưới tượng Thích Ca. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ thể hiện được lòng tôn kính và hy vọng vào sự an lạc và may mắn. Nhưng mà nếu vậy tôi không có lá bồ đề, vậy tôi đặt lá khác được không? Không lẽ ông tính đặt lá bích hả ông? Không, ông đặt tiền dưới tượng cũng được. Còn ai muốn may mắn, an lành á, thì tôi thấy tốt nhất là nên đặt lá bồ đề ha. Vậy thì nếu tôi gặp khó khăn, tôi chỉ cần nhìn tượng Thích Ca và chiếc lá bồ đề là thôi sao, là vượt qua được sao? Chính xác. Khi bạn cảm thấy khó khăn, hãy nghĩ về sự thông thái và lòng nhân ái của tượng Thích Ca, cũng như lá bồ đề ở dưới tượng sẽ nhắc nhở chúng ta về sự may mắn và niềm tin vào khả năng vượt qua những thử thách khó khăn. Vậy, bây giờ các bạn có ai thỉnh tượng không nào? Tôi sẽ ghi nhận và nghiên cứu cái màu hợp mệnh cho từng bạn luôn nha, mình yên tâm nha. Lá bồ đề thì tôi có sẵn rồi, tôi sẽ tặng cho mỗi người một lá. Có, tôi không tưởng, tôi thính nữa. Cảm ơn ông trước nha. Cảm ơn ông trước nha ông Thầm. Và các bạn đang xem video muốn thỉnh tượng Thích Ca màu hợp mệnh, hãy liên hệ ngay cho Thành nhé. Thông số của tượng cao 25 cm, rộng 25 cm, sâu 15 cm, nặng gần 3 kg. Xin chúc các bạn thật nhiều năng lượng. Với tinh thần lạc quan và sự nhiệm màu Phật Pháp, Thành cùng các bạn đã chia sẻ một cuộc trò chuyện thú vị về tượng Thích Ca và lá bồ đề may mắn. Chuyện này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn truyền tải một cái thông điệp về sự tôn kính, niềm tin và khả năng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Và cuối cùng, Thành xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.